Nhiệt độ thưởng thức vang bao nhiêu là phù hợp? Nhiệt độ vang ảnh hưởng rất lớn tới hương vị của từng chai vang. Vì vậy, trước khi dùng, giai đoạn chuẩn bị về nhiệt độ để có được nhiệt độ phù hợp nhất là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta bỏ qua, không quan tâm đến sở thích cá nhân của người dùng. Đặc biệt là ở Việt Nam, thói quen uống lạnh cùng với đá là khá phổ biến. Mặc dù điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị và những trải nghiệm sẽ không được hoàn hảo nhất. Thông thường, những người sành rượu sẽ không thích uống rượu vang trắng quá lạnh hoặc vang đỏ quá nóng. Và với một số người, việc bạn bỏ đá viên vào ly rượu vang làm lạnh sẽ làm họ khó chịu. Đối với mỗi loại vang khác nhau, bạn cần giữ ở những nhiệt độ thích hợp khác nhau. Vì khi thưởng thức vang ở đúng nhiệt độ, bạn sẽ cảm nhận được mùi vị tốt hơn. Với rượu vang đỏ, Red White, nhiệt độ phục vụ vang thông thường là từ 17 đến 21 độ C. Còn đối với rượu vang trắng, White White, bạn hãy giữ chúng ở khoảng 7 đến 14 độ C và tương tự là 5-10 độ C đối với vang sủi tam, Sparkling White. Thưởng thức vang ở nhiệt độ phù hợp sẽ giúp hương vị thêm trọn vẹn hơn. Hãy thử nhé! Daily White, rượu vang uống hàng ngày.